Chào mọi người, trong video hôm nay mình nói về những cuốn sách Not Worth the Hype. Đây là một thuật ngữ. Cái hype, H-I-P-E, mang cái nghĩa là mình thực ra chưa được tra cụ thể nghĩa của cái từ hype này. Mà mình tự suy ra từ hype đây là mang theo cái kiểu là nhiều người khen. Cơ bản là như vậy. Về mặt học thuật mà nói thì chắc là cái nghĩa của nó sẽ phức tạp hơn thế nào đấy, nhưng mà theo hiểu mình thì chỉ đơn giản là có rất nhiều người khen, có rất nhiều người nói về cuốn sách này, thì đây là cái hype. Nói một cuốn sách rất nổi tiếng, cứ nhắc đến cuốn sách này chúng ta biết nó là nói về cái gì, tác giả là ai, và chắc chắn là được nhiều người khen rồi. Nhưng cụ thể đây mình không chỉ đơn giản nói về những cuốn sách mà hype, cái hype của nó rất là lớn, rất là hype, mà đây là những cuốn sách mà mình có thể gọi luôn là booktube darling. Đây cũng là một cái thuật ngữ của booktube, đó là những cuốn sách con cưng của booktube đi, những cuốn sách rất được yêu mến trên booktube, những cuốn sách mà hầu như không một ai trên booktube chê cả. Đây là cuốn sách mà được khen, cùng lắm thì có thể tìm được một đến hai người nào đấy là không thích cuốn này thôi, nhưng phần lớn gần như là 100%, 99% là khen cuốn này, thích cuốn sách này. Về cơ bản mà nói thì cái video này mình sẽ nhắc về những cuốn sách con cưng của booktube nhưng mình không thích. Đây cuốn sách mình đã đọc rồi và mình không quá thích. Có thực ra có một cái cuốn ở đây này là mình thấy nó vẫn ổn, chỉ là nó không hay như mọi người nói mà thôi. Mình liệt kê thế này mình cũng không biết là nó đã đủ chưa, vì mình cảm thấy nó vẫn thiếu một số những cuốn sách nào đấy. Không biết là thế được chưa nhỉ? Nó ít lắm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hiện tại là mình có 7 cuốn. Trước tiên mình sẽ nói về một cái cuốn hơi kiểu fantasy đi, đó là cuốn The Invisible Life of Addie LaRue. Đây là cuốn sách mà theo như mình được biết là sẽ có bản dịch tiếng Việt. Đây là cuốn sách mà các bạn có thể sẵn được đọc, có thể được đọc rồi đấy, được tiếp cận để các bạn rồi, không cần thiết cứ phải đọc được tiếng Anh nữa. Tuy nhiên là mình không thích cuốn sách này và mình đã phải DF cuốn này khá là sớm, bởi vì lý do duy nhất ở đây là nó chán. Mình sẽ không nói gì về ngôn ngữ, về cái cách viết, bởi vì tác giả Victoria Schwab, đây là tác giả V. Schwab viết cuốn sách này, thì đây vẫn là một tác giả mà mình rất thích, với cái bộ truyện Darker Shade of Magic rất là nổi tiếng, mình rất thích cái bộ truyện đó. Mà phải nói tác giả Victoria Schwab có một cái cách viết nó rất là đặc trưng, và viết nó rất là kiểu, nó rất là magical. Cái cách viết nó đúng cái kiểu đọc và chúng ta biết ngay đó là một cuộc fantasy. Ý mình là cái chỉ cần một câu viết thôi là cảm giác nó đã rất là fantasy rồi. Tuy nhiên với cuốn sách này, cái cách viết đấy nó cảm giác không phù hợp ý. Mặc dù cuốn này cũng có thể gọi là fantasy, thực chất thì cuốn này mình không cảm thấy nó có cái chất fantasy đậm lắm, vì cuốn The Invisible Life, Invisible Life với Addie LaRue là nói về một cái cô mà bị một cái lời nguyền là sống bất tử, tuy nhiên là cô ấy sẽ không bao giờ được ai nhớ đến cả. Cả cuộc đời cô ấy, cái cuộc đời trôi mãi mãi dài vô hạn đấy, nó sẽ cứ trôi đi, nhưng không bao giờ cô có thể để lại được một bất kỳ một dấu ấn nào của mình trong cõi đời. Tức là không, bất kể ai gặp cô ấy thì họ cũng sẽ quên cô ấy ngay lập tức, chỉ sau có một giây, hoặc có khi chưa đến một giây là họ đã quên cô ấy rồi. Kiểu cô ấy chỉ cần nói là xin chào, người ta chào lại, và sau đó người ta tự sẽ lại cô là ai các kiểu ấy, không nhớ rằng đấy chính là người mình vừa mới chào. Hoặc là cô viết một cái gì đấy thì những cái dòng chữ của cô viết cũng bị xóa sổ. Những gì mà cô cố gắng để lại, bất kỳ một cái gì đó, thì nó sẽ đều bị tan biến. Cái sự kiện xảy ra ở đây đó chính là khi cô ấy gặp được một anh chàng và anh ta nhớ cô ấy. Và đây là câu hỏi bắt đầu là mối quan hệ của hai người này thế nào này, và tại sao anh này có sức mạnh đặc biệt gì, hay là anh này thế nào đấy mà lại thuộc cái ngoại lệ trong cái lời nguyền của cô này mà lại vẫn nhớ được
về cô này. Và ngoài ra chúng ta cũng nhân vật nữa là con quỷ. Kính con quỷ mà cô này cô ấy cam kết, cô ấy có cái thỏa thuận đường nguyên này này. Lúc đấy là cô có một cái mong ước, cô ấy là sống trong một cái ngôi làng gì đấy ở Pháp rất là lâu rồi, rất là xa xưa rồi. Và cô ấy lúc đấy là muốn được đi khắp thế giới, cô không muốn bị chôn tại cái ngôi làng này, bởi vì cô sắp bị gả đi trong một cái gia, trong cái ông chồng, trong một cái người đàn ông nào đấy rất kinh khủng ấy. Và cô ấy cảm thấy rất tuyệt vọng, thì lúc đấy cô ấy đã sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để có thể được thoát ra khỏi thế giới đó, này thoát khỏi ngôi làng đó và đi ra ngoài thế giới. Và thế là cô ấy thỏa thuận con quỷ, và cái điều cô ấy phải trả giá chính là việc không có ai nhớ đến cô ấy cho đến khi nào mà cô ấy sẵn sàng bán linh hồn của mình cho quỷ. Và thế sẽ kết thúc. Nghe thì nội dung có vẻ hay, tuy nhiên là cái cách triển khai câu chuyện nó không hay, nó rất là chán với mình. Vì cả chuyện nó chỉ là cô ấy đi bất cứ đâu thì mọi người cũng đều quên cô ấy. Sau đó đến cái phần gặp cái người đàn ông kia thì nó cũng kiểu thế, chỉ đơn giản là vẫn là cô này tự hỏi tại sao anh này lại như thế, rồi chúng ta sẽ có cả câu chuyện từ phía bên anh kia nữa. Nhưng mà cái chuyện anh kia nó cũng rất là nhạt nhẽo với mình ấy, mình chẳng thấy gì đặc biệt cả. Thế nên cái cuốn này nó không hẳn là fantasy, nó chỉ là hơi có những cái yếu tố cảm giác, yếu tố fantasy thôi, chứ nó cũng không phải là một thế giới phép màu hay cái gì. Và một cái nữa, còn cái nữa không nhỉ? Rồi, đó chính là cái sen kẽ giữa dòng hiện tại và dòng thời gian quá khứ. Dòng thời gian quá khứ là ở đây cô này sẽ kể chúng ta đấy, cái hành trình cô này đi khắp thế giới thế nào, bắt đầu cái lời nguyền sẽ thế nào, và cô phát hiện cái lời nguyền này nó có những cái điểm hạn chế gì gì đấy. Nó cũng không gì, nó quá chán. Mình cũng không thực sự recommend cuốn sách này đâu. Cuốn này thì mình đọc nó chán thật, nhưng mà ai cũng khen và mọi người đều cảm thấy nó rất là một bài học cuộc sống này, nó rất là cảm động này, nó có rất nhiều những cái cảm xúc này. Thế thì nên mình nghĩ là có thể các bạn nào các bạn sẽ thích. Và cuốn này cũng sắp hoặc là đang được dịch rồi, nên lại làm cơ hội cho các bạn đọc cuốn này thôi. Thì cái cuốn này là mình cũng hơi nhớ tới một cái cuốn nữa, nó cũng hơi kiểu là BookTube Darling, đó là cuốn Thư viện lúc nửa đêm của Matt Hay, Midnight Library ấy. Thì cái cuốn này khi mà ra thì mình nói là rất là nhiều người đọc trên BookTube là họ đọc và họ rất là thích cuốn sách này. Nhưng mà cái hồi đó là khi mình thấy cái cách mà mọi người review cuốn này ấy, thì thông qua các review đấy thì mình thấy là cuốn này nó không hợp với cái gu của mình. Chỉ là mình có thể tò mò vì tại sao nó lại hay đến mức nào mà mọi người có thể khóc rồi mọi người thấy thay được cuộc đời vân vân. Nhưng mà sau đó khi vào cái khoảng thời gian mà cuốn này ra được 1 năm rồi, mình không nhớ cuốn này ra nào, nói chung là trong cái khoảng gian mà cuốn này lúc ra mắt ý, thì nó trở thành con cưng của BookTube, mọi người đều rất thích cuốn sách này. Nhưng khi mà tầm 1 năm sau thì bắt đầu có những review nó negative hơn, tức là nó sẽ phản lại kiểu chê cuốn này nhiều hơn, hoặc là có những review nó rất là mixed thôi, nó không phải là những review positive, những review tích cực như là cái hồi cuốn sách này mới ra. Hồi cuốn sách này mới ra thì tuyệt nhiên là nó thành con cừu BookTube, ai cũng khen, ai cũng bảo cuốn sách thay được cuộc đời. Nhưng khi tầm 1 năm sau thì bắt đầu tự dưng lại có rất nhiều review chê trên BookTube. Thế là mình mới thấy ôi, mình cảm thấy cũng lựa chọn đúng khi mình không đọc cuốn này. Vì và đến giờ khi cuốn này thì các bạn biết rồi, nó cũng có bản dịch tiếng Việt rồi đấy, thì nó cũng không phải là mình cũng không có cái mong muốn gì để đọc cuốn này cả. Và mình thấy là kể cả bao nhiêu người đọc cuốn này, người Việt ấy, các book reviewer người Việt ấy, thì cũng nói rằng là cuốn này thực ra thì nó như kiểu gọi là self help. Và đến lúc mình xem dần dần thì trên BookTube đấy thì cũng được mọi người cũng nói là cuốn này nó cũng không có gì cuốn self help cả, và cái kết của nó rất là quá là hạnh phúc này, hay là chung nó không ra một cái câu chuyện gì hay ho lắm, nên là thôi mình thấy thôi hợp lý là mình không đọc cuốn Thư viện nửa đêm. Thì cuốn Thư viện nửa đêm với cả cuốn The Invisible Life Adero là mình cảm thấy nó có cái gì nó giống giống nhau ấy, vì chắc chắn là mình sẽ không thích rồi. Thì đấy là cái cuốn gọi là fantasy, cái phần fantasy đi. Thế còn tiếp tục sẽ là hai cái cuốn lãng mạn. Một cuốn thì mình đã DNF và một cuốn thì mình đã cố gắng, mình đã gọi là lê lết để đọc được hết. Cuốn đầu là Get Alive, Chloe Brown. Cuốn đầu tiên mình nói Get
Life Chloe Brown của Talia Hibbert. Cuốn sách này thì tuyệt nhiên là không một ai chê cả. Bất kể ai đọc cuốn này đều không hề chê một tí nào. Kể cả với những người mà chuyên đọc hay đọc trinh thám kinh dị và họ bắt đầu đọc cuốn này họ cũng đều khen. Và cuốn này mình cũng đọc thử và kết quả là mình đã phải DNF cuốn này cũng khá sớm. Thật ra thì mình đã kỳ vọng vào một cuốn sách rom-com, cuốn sách lãng mạn mà nó hài hước ấy, có những điều đó hài hước nhiều, nó đọc mà cảm thấy hài hước. Chứ mình không kỳ vọng vào cuốn sách nó thuần túy lãng mạn với nhiều cảnh sách. Cuốn này nó lại có nhiều cảnh sách. Nó cũng có thể gọi là rom-com, nó vẫn có những cái tình huống gọi là cũng hài hước, cũng buồn cười đi. Nó là cái sự tương tác giữa hai nhân vật chính thì cũng buồn cười theo một cách nào đấy mà mình không thấy buồn cười. Nhưng mà mình thấy nó cũng gọi là cũng dễ chịu, cũng hài hước, vừa đủ. Nhưng cái quan trọng là cái mức độ hài hước nó không cao và nó vẫn tập trung vào mảng sách. Ý mình đấy là mình thực sự rất muốn tìm cái cuốn sách nào, cuốn sách rom-com thực sự, cái đích thực luôn ý. Ví dụ như là với tác giả, mình có tìm một tác giả mà đúng cái chất rom-com đấy là Beth O'Leary, với cuốn Người Lạ Chung Giường này, rồi cái cuốn The Switch này, là hai cuốn mình đã đọc với tác giả này. Và mình thấy đều nó đều đúng cái chất của rom-com ý. Không có cảnh sách không, mình cũng không phải ý mình, tức là một cuốn rom-com có cảnh sách cũng được, nhưng mà nó không cần thiết là phải viết một cách nó quá mặn nồng theo kiểu ui nhìn người đàn ông này tôi thấy hào hứng dạo dực, rồi chúng tôi vuốt tay sờ soạn nhau, rồi các bước tiến trình của việc làm chuyện đấy thế nào, bắt đầu từ màn dạo đầu đến thế nào, rồi chi tiết đến cái phần đằng cụ thể hơn, rồi thì rên rỉ, rồi các thể loại. Mình không cần cái cảnh sách như thế, mình chỉ cần nói qua qua một chút là được rồi, không cần cụ thể đấy. Bởi vì cái rom-com ở đây ý mình là mình muốn lãng mạn, ở đây là theo đúng thuần túy về mặt cảm xúc, nó không mang tính chất là cứ phải có tình dục mới cần mới có cái phần cảm xúc đấy ý. Nên là mình muốn, làm ơn đừng có như cái sách, mình muốn cái tình cảm có thể ở cái tình huống hai người gặp nhau, hai người nói chuyện với nhau, cách nói chuyện, cách họ tương tác, chứ nó không cần thiết phải là qua sách nữa chứ. Thì cái cuốn sách Like Chloe Brown nó lại vẫn như thế. Với cả cái cách viết nữa, cái viết mình không hợp với tác giả này. Viết nó quá là dày, cái kiểu viết nó rất, cái chữ, ở đây mình không nói về cái ngoại, cái hình thức nó in ra nó bị dày chữ hay nào đâu, nhưng mà ý mình ở đây là cái viết nó cứ bị đặc ấy, nó cái từ ngữ nó cứ đặc vào nhau ấy, là mình cảm thấy rất là khó vào đầu, nó rất là chán. Nói thẳng ra thế, nó chán đi. Và cái câu chuyện về hai người này mình cũng không thấy có gì là hay lãng mạn cho lắm, mà chỉ đơn giản họ mới có nhìn nhau được có mấy giây mà chưa gì là đã dạo dực rồi, đã thấy ấy rồi. Sau đấy còn mình vẫn nhớ có một cảnh cái anh này, anh ấy chỉ đơn giản là anh ấy gọi là gì nhỉ, sóc lọ, quay tay, tự sướng. Tự thủ dâm. Anh này tự thủ dâm. Trong khi nghĩ về cô ấy, thế là anh ấy nghĩ về cô ấy đâu, mà thế là anh rồi các kiểu. Sau đó tác giả miêu tả kỹ chi tiết cả cái đoạn anh ta thủ dâm này, anh ta cảm thấy nào, mọi thứ trên cơ thể anh ấy cảm thấy nào. Thôi mình nói chung là đến đấy xong mình bỏ cuộc, mình không thể đọc được tiếp cuốn sách này nữa. Nên là mình không thể hiểu được là mình không một ai chê cuốn này. Why? Tiếp cuốn thứ hai thì mình đã đọc hết, đó là cuốn People We Meet on Vacation của Emily Henry. Cuốn tác giả này đã có một cuốn trước cũng được khen lắm, đó là The Beach Read à, cuốn Beach Read. Nhưng mà cũng có nhiều người là chê cuốn Beach Read hay sao ấy. Không phải chê, không phải nhiều người. Cuốn đấy thực ra cũng rất được khen, cũng có thể gọi là Book Trip Darling. Cuốn đấy mình có đọc rồi và mình thấy cũng được. Ý mình nó cũng không phải đến mức nó quá là chán ý, hay nào ấy. Mình thấy khá, cũng gọi là vừa đủ, đảm đạm. Đúng theo một cái cấu trúc của cuốn rom-com. Nó cũng không hẳn, mình cũng không thực sự thấy hài hước gì trong lắm ở đây. Đã ra nó sẽ hài hước hơn ở đây nếu tác giả biết cách khai thác nhiều tình huống hơn. Nhưng mà không, nó cũng không quá là hài hước với mình. Cái cuốn Beach Read ấy. Nhưng mà cuốn đấy cũng chạm ổn được.
Nhưng cái cuốn People We Meet on Vacation này này là cái cuốn sách mà được BookTok rất là yêu thích. Con cưng BookTok, ai cũng khen. Và hình như mình thấy là có một người duy nhất là mình xem là đã chê cuốn này. Mình không nhớ BookTuber đó là ai, có phải dưới Archie Sun Geek không nhỉ? Hay là người khác không nhỉ? Đúng, một bạn đấy đã chê cuốn này và đã nói rằng là BookTok lừa, bị lừa BookTok bởi vì ai cũng khen cuốn này nhưng mà... Đấy. Và mình thì cũng đã hy vọng, rất hy vọng cuốn này vì mình không thích, không quá thích cái cuốn Beach Ready. Nên mình đọc thử cuốn này và thấy cuốn này cũng được mọi người khen nhiều mà. Mọi người rất là yêu thích cuốn sách này. Thế nhưng ai ngờ đâu thì đọc cuốn này đúng là một cái sự chật vật. Cuốn này mình đọc hồi tháng 2 đây. Tháng 2 mình chỉ đọc lãng mạn thôi. Và đó đúng là một sự tra tấn. Vì bất kể một cuốn lãng mạn nào mình đọc mình cũng bị... Nó thành... Nó khiến mình bị slump, reading slump luôn. Nó quá chán. Thì cuốn People We Meet này này, cái tên cuốn sách ấy các bạn, tên cuốn sách nó là People, những người chúng ta gặp trong kỳ nghỉ đúng không? Nhưng mà cả chuyện nó có nói gì về những người chúng ta gặp trong kỳ nghỉ đâu. Cái tên chuyện hoàn toàn là lừa đảo. Nó không phải là như thế. Cái cuốn sách này nó chỉ đơn giản nói về hai người bạn thân đi nghỉ với nhau. Hết. Họ hay có truyền thống là cứ mỗi mùa hè mỗi năm ấy, là tự tạo, tự tổ chức một cái chuyến đi nào đấy với nhau. Có thể là tự túc mà cũng có thể là nhờ tài trợ của công ty của cái cô bạn này. Cô này là làm về trong cái công ty tạp chí du lịch và cô ấy hay đi du lịch để viết bài. Thì cũng hay dùng tiền của công ty luôn để đi tiện thể luôn ấy, vừa viết bài vừa đi kết hợp đi nghỉ. Thì đấy là mùa hè nào cũng thế, họ đi du lịch với nhau với anh bạn. Đấy lại là hai người bạn. Đây là một cái câu chuyện điển hình dùng cái trope là từ bạn thành người yêu. Friends to lover ấy. Nó rất dễ đoán. Ừ, bạn thân, thôi biết rồi, thế thì thành người yêu rồi. Mình quả đúng không sai, mình biết luôn được cái kết. Ừ, thì đã ra biết được cái kết rồi thì cái hay của nó sẽ về cái quá trình đúng không? Làm thế nào để họ từ hai người bạn, họ nhận ra yêu nhau. Và qua tình huống nào họ nhận ra. Nhưng không, chỉ đơn giản là họ ở cùng nhau và họ hấp dẫn nhau. Bởi vì họ là bạn thân của nhau rồi, họ biết hết các tính cách của nhau, họ yêu quý nhau vân vân vân. Họ làm tình với nhau. Thế thôi. Câu chuyện nó chỉ có đến cái việc là cùng họ làm tình. Chính vì họ làm tình thì họ yêu nhau. Không, ý mình là họ yêu từ trước đấy cho nên họ mới làm tình. Nhưng mà quan trọng là khi mà họ đi nghỉ với nhau ấy, các mùa hè thì cho đến có một cái mùa hè này là hai người họ có chuyện xảy ra khiến cho họ không đi với nhau nữa. Họ cãi nhau và họ ngừng nói chuyện với nhau. Và tận 2 hay 3 năm liền không hề liên lạc gì với nhau. Cho đến một năm, cho đến năm hiện tại. Cho đến hiện tại thì có một chuyện xảy ra với cô này ở tạp chí. Dẫn đến việc là cô ấy đi... Cô ấy ra quyết định là rủ bạn, người bạn ngày xưa mình đi nghỉ. Và câu chuyện sẽ là xen kẽ giữa các cái... Kể lại các cái mùa hè mà họ đi chơi với nhau. Các chuyến đi trong quá khứ. Và hiện tại, xen kẽ hiện tại là cái chuyến đi hiện tại bây giờ này. Là như thế nào? Nó chẳng có gì đặc biệt cả. Khi mà kể về các cái chuyến đi của các mùa hè, nó cứ, mình thấy nó cứ giống nhau. Nó không, nó chẳng, mình không thấy một cái gì nó thú vị ở tất cả những cái lần kể về các chuyến đi đó. Ví dụ chỉ cần kể cái chuyến đi mà họ cãi nhau ấy thì có khi nó còn hay. Thế đây kể hết cả các chuyến đi từ ngày xưa, từ hồi đại học, từ hồi cấp 3 gì dễ mình không biết, từ hồi 18 tuổi đến tận cái chuyến đi mà họ cãi nhau thì mới ngừng ấy. Rất là chán. Có cái tiêu đề của chuyện People with Vacation, những người chúng tôi gặp trong kỳ nghỉ thì không hề được đả động gì đến trong cuốn sách này. Chẳng thấy gặp được cái người nào cả. Thì gặp người đấy thì chỉ đơn giản là chỉ là ví dụ nhân viên gì đấy, chủ hàng gì đấy thôi. Chứ còn đây không nói gì về việc là những người chúng tôi gặp. Thì khi mình đọc chuyện này, đọc cái tiêu đề, mình sẽ nghĩ là theo kiểu là họ gặp những con người mới trên đường, họ làm quen người đấy, chính những con người đấy sẽ khiến họ thay đổi cuộc đời hay gì đấy chẳng hạn ấy. Hoặc là khiến họ nhận ra với nhau v.v. Kiểu kiểu đấy. Nhưng không, nó chẳng có gì liên quan đến People We Meet on Vacation cả. Chỉ là nói về hai người bạn này và đến cái mùa hè bây giờ, cái chuyến đi bây giờ thì tự dưng có chuyện xảy ra khiến họ nhận ra rằng họ có tình cảm nhau. Thực ra mình đã hy vọng, mình đã cầu mong làm ơn được có tình cảm. Làm ơn hãy phá vỡ cái chốt đấy đi. Nhưng mà nó vẫn theo cái chốt đấy. Cái quan trọng ấy, khi mà
chúng ta biết được cái kết của nó thế nào rồi, thì mình muốn cái hay của nó sẽ phần quá trình. Còn khi mà cái phần quá trình nó không hay rồi, như trong trường hợp của cuốn này là cái quá trình nó không có một cái gì là hay ho cả, thì mình đã hy vọng cái kết bất ngờ. Nhưng không, mọi thứ đều rất bình thường, nó vẫn là cái kết như thế. Cái quá trình nó không gì mới mẻ, không gì đặc biệt hơn ngoài việc vẫn là làm tình với nhau, vẫn là chuyện have sex rất là nồng thắm, rất là nóng bỏng, rất là nhiều những cái khát khao của việc hai người này đã yêu từ lâu rồi, nhưng mà bây giờ họ mới nhận ra, họ đã phải nhẫn nhịn từ rất là lâu, thì bây giờ họ được bùng nổ bởi vì tự dưng có cơ hội ở cùng với nhau trong một, trong ngay một cái không gian như thế nữa. Tạo cơ hội là gì nữa? Đương nhiên là cũng sẽ có những vài cái mâu thuẫn liên quan đến cô này, khi mà anh này phát hiện ra là cô này có thể không thực sự yêu mình. Cái nữa là anh này cũng có thể nhận ra là cô này không phù hợp để có thể làm vợ anh ta chẳng hạn. Nó có rất là nhiều những cái mâu thuẫn ở đây, nhưng mà với mình là cũng không quan trọng rồi, mình không quan tâm rồi, vì những cái mâu thuẫn đấy nó quá là nhỏ bé, nó không được kể quá chính vào câu chuyện này. Ôi, nói chung thì cuốn này mình cũng hình như mình cho 2 sao, cũng không quá tệ đến 1 sao đâu, nhưng mà bây giờ mình sẽ chuyển sang một cái cuốn sci-fi đi, để thay đổi, gọi là cái gì, thay đổi không khí, cũng có thể thay đổi không khí gì, thay đổi không khí đi, bởi vì cuốn sci-fi này là cuốn khá nổi tiếng, đó là Dark Matter của Blake Crouch, người chạy xuyên không gian. Cuốn này thì đã là book tiếp đang lên của khoảng 3-4 năm trước tỷ đấy rồi, nên là có thể bây giờ các bạn thấy cuốn này nó sẽ hơi bị lạc hậu gì đấy, nhưng mà cuốn đấy ai cũng khen, với bất kỳ ai mà đọc thriller hay là sci-fi thì đều rất là khen cuốn sách Dark Matter này. Đây là một cuốn sách nói về đa vũ trụ, và cái người đàn ông trong cuốn này này gặp một sự việc thôi và dẫn đến với anh ta đi lạc vào một cái thế giới nào đấy không phải thế giới của anh ta, và thế là anh ta phải trở lại tìm lại cái thế giới của mình. Ngoài ra thì còn phải chống lại chính bản thân mình ở các cái thế giới đó nữa, vì chính bản thân anh ta ở các thế giới đó đã lôi kéo anh ta lạc vào cái sự đa vũ trụ này. Cuốn sách này thì đọc nó sẽ có thể nhiều lúc sẽ hơi loạn khi mà các bạn lẫn giữa các thế giới này, nhưng mà chuyện được tác giả viết cuốn sách này nó rất dễ hiểu thôi. Thì cái vấn đề đấy là cuốn này đã là book tiếp Darling trong 3-4 năm trước thì đấy rồi, ai cũng thích cuốn này, và hồi đấy khi mình thấy là nó có vẻ nghe cũng hay, ai cũng khen, thì mình cứ đọc thử xem thế nào. Thì cuốn đấy mình đọc, lúc đấy hồi đấy mình đọc bản tiếng Anh đi, mà không biết sao mình rất là ghét cuốn này. Mình đọc tầm cũng lại mới có được bao nhiêu phần trăm đầu cuốn thôi là mình đã đi ép cuốn này rồi, và mình không bao giờ nhắc về cuốn này nữa, cho đến khi tầm 1-2 năm sau gì thì Đinh Tị phát hành cuốn này. Thế là mình cũng lại tò mò, nhỡ đâu ý mình là mình đã đọc cuốn này rồi và mình đã đi hết cuốn này rồi, thì liệu mình có nên mua cuốn này để đọc thử cái bản thử bên thì nhỡ đâu mình lại thích ý. Và thế là mình đọc cuốn này, mua cuốn này, đọc cuốn này, và mình thấy khá ổn. Nó không quá hay như những gì mọi người nói, mọi người khen ở trên BookTube, nhưng cũng không vậy đến mức quá tệ như những gì mình nghĩ khi mà mình đọc cuốn đấy hồi đấy và mình đã đi ép, nên là mình cũng thấy khá ngạc nhiên. Nên là đây có lẽ cuốn này sẽ là hơi là một ngoại lệ trong cái video này. Tuy nhiên thì nó vẫn là một cuốn mà không hề worth the hype tí nào nhá, nó vẫn rất là over hype, bị khen quá đáng khiến cho mình bị lầm tưởng và mình không thích cuốn này. Đây là kiểu đọc bằng một ngôn ngữ khác, thì ngôn ngữ dịch thôi, kể cả chỉ là không phải ngôn ngữ gốc, nhưng mà đọc ngôn ngữ khác tự dưng nó lại thế làm mình thấy hay hơn. Thế thì mình cũng không biết nữa. Cuốn này mặc dù là một cái BookTube darling, nhưng mà ít nhất mình vẫn gọi là vừa phải, không quá là thích cuốn này. Cuốn này chắc chắn là không xứng đáng với lời khen rồi, nhưng nó cũng không đến mức quá tệ như là cái hồi đấy mình đọc. Cuốn này thực ra thì các bạn đọc cũng sẽ rất là phù hợp đấy, nó cũng phù hợp khi đọc vào Halloween nữa, bởi vì mình thấy là cuốn này kể cả mặc dù nó sci-fi nhé, nó không phải kinh dị, nhưng mà cái không khí của chuyện ấy nó sẽ rất là kiểu cũng khiến cho chúng ta cảm thấy lo sợ của một nhân vật ấy, là
anh ta liệu có kịp thời gian để có thể trở về được cái vũ trụ của mình không ấy, bởi vì bây giờ anh ta cứ lạc qua các vũ trụ này và các cái thế giới này nó rất là khác so với thế giới gốc của anh ta, và nó có rất là nhiều những cái thay đổi, rất là nhiều nguy hiểm rình rập nữa, và anh ta lại có một cái thời gian, một cái deadline để phải trở về cái thế giới của mình nữa. Rồi, bây giờ chuyển sang ba cái cuốn trinh thám. Cái cuốn đầu tiên là cuốn The Push của tự dưng quên tên tác giả. Ashley O'Drain. Ashley O'Drain. Đây là một cuốn sách được marketing là cái gì kia? Thì à, mình thấy có phải là một quả bóng bị bay lên trên rồi. Cuốn The Push này là cuốn sách được marketing là cuốn thriller, nhưng khi mình đọc mình chỉ thấy nó là cuốn drama, cuốn cuốn sách mà ai cũng phải rối rít, ai đọc cũng phải cảm thấy muốn khóc, ai đọc cũng phải ấn tượng. Chị bút tôi nói cuốn sách rất nổi tiếng, cuốn sách ai cũng khen. Mình cũng đã rất là kỳ vọng một cuốn này khi mà mọi người khen như vậy. Thì tuy nhiên là khi đọc thì mình nhận ra là cuốn này nó chẳng có gì như mọi người nói cả. Mình không cảm nhận được bất cứ một cái cảm xúc nào của mọi người nói khi đọc cuốn này. Mình không cảm thấy sợ hãi hay là thất vọng hay là cảm động hay thế nào, hay buồn rầu với nhân vật như nào. Mình không cảm nhận được như thế. Cuốn này thì nói về Evil Child, đứa con ác quỷ. Nhân vật chính là Blythe, là cô này, cô ấy khi cứ kể ở hai dòng thời gian đi, cũng là một dòng hiện tại và một quá khứ à, và cái chính là câu chuyện quá khứ vẫn nhiều hơn, đó là việc cô này kể về cái cuộc sống gia đình hạnh phúc của cô ấy, chồng này và đứa con mới sinh của cô ấy là cái đứa bé này, là một đứa con gái. Cô sinh đứa bé này ra và cô không cảm nhận được tình yêu của mình với cả đứa con này, như đã ra một người mẹ khi sinh con thì sẽ phải tưởng có một cái tình cảm về đấy với đứa con đúng không, nhưng cô ấy hoàn toàn là ghét bỏ nó và cô cảm thấy đôi khi là sợ đứa con này. Cô ấy sinh đứa thứ hai thì cô lại có một cái cảm xúc nó hoàn toàn trái ngược, đó là cô rất yêu quý đứa con trai thứ hai của mình, nhưng với đứa con gái đầu không hiểu sao mà cô cảm thấy nó không những gì cô nghĩ, và cô cảm thấy rất là sợ hãi đứa đấy. Thế rằng đến hiện tại thì chúng ta biết được là cô này hình như ly dị chồng rồi, và cô còn thậm chí còn đứng ở ngoài để theo dõi chồng mình, cái gia đình hạnh phúc mới của chồng ở ngôi nhà mới. Như thế là cũng gọi là đoán trước cho chúng ta biết là cô này có chuyện xảy ra và khiến cho cô này bây giờ là sống như thế này đây, không còn sống với gia đình hạnh phúc của mình nữa. Và thế là câu chuyện tiếp diễn ra về việc là cô này cô ấy nghi kỵ về cái đứa đứa bé, đứa con của mình như thế nào, về việc là cái đứa đầu, đứa cả này nó rất là có vấn đề. Tuy nhiên khi mà nói với chồng mình thì các anh chồng ngu ngơ ngờ nghịch này, anh ta sẽ bảo cô ấy là em bị hoang tưởng rồi, em bị làm sao rồi, tâm thần, em chắc chắn là có vấn đề, bởi vì con mình mà, tại sao em có thể nghĩ như thế. Và câu chuyện lại tiếp tục, nó có xen kẽ với cả câu chuyện về các thế hệ trước của cô này, mẹ cô này, bà cô này, tất cả họ đều có cùng một cái trải nghiệm như cô này, là họ đều không có mối quan hệ tốt đẹp với đứa con của mình. Để làm theo một kiểu mình, nó là cái câu chuyện mang cái tính chất là mang cái chấn thương qua nhiều thế hệ, từ bà cô này đến mẹ cô này và đến cô này đều có cái sự nghi kỵ về chính đứa con của mình, và từ đấy là tạo ra rất là nhiều những cái vấn đề về sau, và là có và liên quan nhiều tới cuộc sống của cô này. Có thể là cuốn này sẽ cần phải đọc khi mà đẻ con rồi, mình có con thì có thể là mình sẽ hiểu hơn, có lẽ thế mình sẽ hiểu được cái tâm trạng của cô này hơn với chị đứa của mình. Còn bây giờ thì mình đọc cuốn này mình thấy nó rất là chán, nó không có gì, không gì xảy ra cả, cả chuyện gần như không gì xảy ra. Đọc cũng về sao có một vài chuyện đấy, nhưng mà nó cũng không phải, mình không biết để nói nào về cuốn này nữa. Cuốn này thì nếu như mình nói thôi thì có lẽ là phải
đến cái độ tuổi nào đấy đọc thì có sẽ thể nghiệm ra được cái gì đó. Cuốn này mình đọc nó không có gì là hay ho cả. Và câu chuyện về người phụ nữ này, về cô này, nó cũng rất là được kể một cách nó không hấp dẫn ý. Thực tế mà nói vẫn có nhiều cuốn sách viết về mẹ sinh con, nhưng mà nó vẫn hay ý. Mình vẫn thấy nó hay. Nhưng mà cuốn này thì mình không cảm nhận được cái gì. Thì cái nhân vật chính là nhân vật Bly, thì cô này cô rất hay dân dỉ. Cô cả cái chuyện cô kể về đứa con, về cái đứa con đáng sợ đấy của mình ý, thì càng mình cảm giác như cô ấy dên dỉ, cô ấy than thở than vãn liên tục, cả chuyện nó chỉ là cô ấy than thở thôi. Và mình đọc mình cảm thấy rất là nó khó chịu ý. Mình khó chịu với nhân vật chính, tại sao lại phiền phức đến như thế. Vì cái sự than vãn không ngừng của cô ấy, không recommend cuốn này được. Đấy, thực ra kể cả có rất nhiều booktuber họ còn chưa có con mà, nhưng họ đọc cuốn này họ cảm thấy rất xúc động. Nhưng riêng mình không hiểu cái sự xúc động ở đâu. Mình không cảm nhận được cái chấn thương này. Như là đấy. Cuốn thứ hai cũng là một cuốn mình không thể hiểu được tại sao mà mọi người lại thích thế. Đó là cuốn In My Dreams and Whole Night của Ashley Winstead. Cái cuốn sách này là một cuốn sách nó vô cùng là cơ bản. Có rất nhiều cuốn y hệt như này rồi. Đó là một nhóm bạn và có một vụ giết người xảy ra từ hồi họ đại học, họ học đại học, và đến bây giờ họ tập trung lại với nhau và có một chuyện xảy ra khiến họ phải tìm ra được hung thủ ngày xưa là ai, chính là một trong mấy người họ thôi. Và câu chuyện là sẽ đi theo nhân vật chính nhớ lại về các mối quan hệ của mình với cả những người bạn này, sau đó thì sẽ suy luận ra cái giết người là ai. Chứ nó là cái rất cơ bản. Cái kiểu mình thấy nó có rất nhiều cuốn nó y hệt như thế rồi, nó đều cùng một cái kiểu một nhóm bạn và có một vụ giết người ngày xưa xảy ra và sau đó bây giờ thì có chuyện xảy ra khiến cho họ phải tìm ra kẻ giết người. Nhưng mà quan trọng là rất nhiều chuyện như thế. Thế tại sao cuốn này lại quá nổi tiếng như vậy? Bất kể ai nói gì, cuốn này cũng đều kiểu sững sờ, đều kiểu ngỡ ngàng vì cuốn này nó quá là đặc biệt, cuốn này nó quá tuyệt vời, nó là một con cuốn độc nhất vô nhị chưa từng có. Do mình kiểu mình cũng đã từng đọc một số cuốn nó cũng kiểu này rồi, mình thấy nó không có gì đặc biệt ý. Thậm chí mình cuốn này chỉ 2-3 sao, mình quá bình thường. Sau cái kết thì đúng cái kiểu kết mà bất ngờ mà bất kỳ một tác giả nào cũng sẽ biết ra như thế. Nó là cái kiểu twist nó lật. Ý mình không cảm nhận được là tại sao lại như thế. Là tại sao trên booktube họ lại quá yêu thích cuốn sách này. Cuốn này với mình không có một cái gì gọi là đột biến ý. Nó một cách xuất sắc ý. Rất là bình thường thôi. Nếu ví dụ mà đừng ai khen cuốn này nhiều đến mức thế thì có thể mình thấy cuốn này chắc cũng được đấy tầm 4 sao. Nhưng mà không, mình thấy cuốn này 2-3 sao là cùng. Mình không hiểu được cái sự đam mê của mọi người về cuốn sách này. Không một ai khen. Thực ra thì có một người duy nhất, mình không nhớ ai nữa, nhưng có một người duy nhất đã nói rằng cuốn này họ cũng không hiểu tại sao người lại thích cuốn này ý. Cái cuốn này là kiểu nó có nhiều cuốn như thế rồi, mình cũng không biết được là tại sao mọi người lại có cái sự đam mê như này. Nó rất là buồn cười ấy. Mà cuốn này thậm chí nó còn không cảm thấy kịch tính hồi hộp gì. Cách xử lý khi mà ở phần hiện tại là tất cả những người này, những người bạn này tập trung với nhau và sau đó thì tìm ra được kẻ giết người ấy, là cái em của cái cô bị giết ấy, ngày xưa ấy, chính em cô này là người đã tập hợp tất cả những người này lại. Bây giờ cái cậu em này bị dở hơi ấy. Cô em này cứ mỗi lần bảo là tôi đã tìm ra được thủ phạm, đó chính là anh. Thế là chỉ ra anh này là kẻ giết người. Thế là anh này bảo chứ không phải tôi đâu. Thế rồi bắt đầu kể lại câu chuyện là tại sao anh này giết người này, và anh này cũng lại bắt đầu kể câu chuyện là có thể anh này không phải này, và trong rồi cái nhân vật tôi chúng ta sẽ nghĩ về anh này ngày xưa thế nào này vân. Thế là anh này không phải là kẻ giết người rồi. Thế thì cậu em lại bắt đầu chỉ ra người thứ hai là đây chắc là kẻ giết người, sao cứ chỉ người này người nọ là kẻ giết người ấy. Cuối cùng nó không đi đâu cả, nó cứ bị nó nực cười không, các bạn lố bịch không. Tất cả mọi người đều khen cuốn sách này mà mình không bây giờ mình vẫn nó sự khó hiểu với mình tại sao lại ai cũng thích cuốn này được nhỉ.
có cách nào để có thể giải thích được cuốn này vì sao mọi người lại có thể đam mê thế đâu. Vì cuốn này nó quá là cơ bản, nó không có cái gì xuất chúng với mình. Nhiều cuốn sách khác như thế này rồi, nó cũng không có gì sự thay đổi đột biến. Ôi, mình sẽ nói tiếp. Cuốn cuối cùng là cuốn The Guest List của Lucy Foley. Và cuốn này đã được dịch về năm rồi. Cuốn này tên là Bí mật trong đêm bão. Cuốn sách này cũng là một cuốn booktube darling, một cuốn sách mà kể cả những người mà hay đọc fantasy thì họ rất là yêu thích. Kể cả những người hay đọc nhiều thriller cũng rất là thích cuốn sách này và thấy đây là một tuyệt tác của tác giả Lucy Foley. Tác giả này hay có cái kiểu là viết qua rất là nhiều điểm nhìn các nhân vật và cái cách kết nối họ với nhau rất là hợp lý vân vân. Đấy, đấy là những cái bình luận, cái review về cuốn sách này Bí mật trên đảo hoang, Bí mật trong đêm bão, Bí mật trong đêm bão hay Bí mật trên đảo hoang. Cuốn này mình không quá là thích, mình thấy nó cũng ổn thôi, nhưng mà không đến mức là hay và như mọi người nói đâu. Nó cũng là một trong những con cưng của booktube đấy. Và mình thấy là cái cuốn sách này nó cái quan trọng là vì quá nhiều nhân vật và cái cách mà tất cả nhân vật xuất hiện ở trên hòn đảo này và đều cùng có mối quan hệ với nạn nhân ấy, mình cảm thấy nó bị vô lý, không thể nào có sự trùng hợp như thế được. Và mình nghĩ là chắc chắn là phải có một cái lời giải thích hợp lý gì đấy cho cái việc cái sự trùng hợp này, cho cái sự ngẫu nhiên này. Nhưng không, hóa ra chẳng có một cái lời giải thích gì, tất cả đây chỉ là vô tình thôi, không hề có sự chú ý gì mà họ ở trên đảo này là chỉ vì một, chỉ đơn giản là tình cờ là họ cùng trên đảo và họ cùng có những mối quan hệ với nạn nhân. Về thủ phạm thì mình không đoán ra được bởi vì cũng chẳng có một cái lý do, chẳng có một cái manh mối gì để có thể đoán được thủ phạm với mình. Còn về cụ thể hơn ý, là cái câu chuyện được kể qua điểm nhìn của các nhân vật ở trong chuyện này. Họ, tất cả những người này ở đây đều trên đảo này vì một cái đám cưới. Mở đầu chuyện là có người chết nhưng chúng ta không biết ai để chết, chúng ta phải đoán được nạn nhân là ai. Thì cái việc đoán nạn nhân rất dễ, về đoán luôn nạn nhân là ai rồi. Và tất cả các nhân vật trong cái đám cưới này họ đều có mối quan hệ với nạn nhân ở một cái điểm nào đấy. Và thông qua đó thì tất cả đều cũng có động cơ giết nạn nhân đúng không? Nó rất là cân bằng như thế, không có một cái gì ai nổi bật hơn. Nhưng cái điều mấu chốt ở đây đó là cái cách mà tác giả diễn giải về câu chuyện của từng nhân vật, về cách giải thích là lý giải tại sao họ lại trên đảo, à không, họ có mối quan hệ gì với nạn nhân ý, và cái chấn thương của họ liên quan đến nạn nhân là cái gì, vấn đề của họ có với nạn nhân là gì. Thì có quá nhiều những cái kiểu rất là gọi là gì, độc thoại nội tâm của các nhân vật trong chuyện này, nó không có sự tương tác cụ thể. Lúc đấy bây giờ mình cũng không nhớ là mình có cái gì với cuốn này mà mình cần chê không nhỉ. Nó có quá nhiều nhân vật này, mình thực sự không quan tâm bất kỳ nhân vật nào cả. Cái cách để nhân vật đều cùng sẽ trên đảo nữa, nó cũng chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên, và đấy là điều mình bực mình nhất. Vì đây là cuốn thriller, đây rõ ràng là thriller nhá, mọi thứ đều phải có một cái lý do, một cái động cơ gì ấy. Nhưng ở đây không có một động cơ gì cả. Và cái nhân vật không phải ai cũng thú vị để đọc đâu. Ngoài ra thì cũng đoán được cả nạn nhân nữa, đoán được ngay từ đầu ấy, nên nó cũng mất đi một phần nào cái hay rồi. Trong khi đấy các bạn biết cái chuyện Big Little Lies của Liam Moriarty, chúng ta cũng có một cái người chết ngay đầu chuyện nhưng mà không đoán được nạn nhân đâu. Nhưng cuốn này thì mình không hiểu nữa. Mình không thích cuốn Bí mật trong đêm bão. Như là mọi người nói, với mình nó quá là tầm thường, một cuốn sách bình thường, không gì đặc biệt cả. Một cuốn sách mà mình thấy nó không có quá nhiều điểm để khen đâu. Ngoại trừ cách viết thì mình rất là hợp với cách viết Lucy Foley rồi. Nhưng mà cái câu chuyện nó bị lúp bịch, nhiều cái sẽ không khớp nhau. Mình nhớ mình chỉ có như thế thôi, chủ yếu là nhiều nhân vật nhưng cảm thấy nó không để làm gì.
Và cái việc mà khi đã đoán được cái thủ phạm rồi, à, án nạn nhân rồi thì nó cũng hơi mất một cái phần nào đấy rất là bất ngờ của chuyện. Đó là những gì mình sẽ kết thúc với cuốn Bí mật trong đêm bão này. Đây là liệt kê lại một vài những cuốn sách con cưng của BookTok nhưng mà mình không thích một tí nào cả. Chắc ngoại trừ cuốn duy nhất này là cuốn mà mình thấy ổn, vừa phải, tầm phải, nhưng mà nó cũng không worth the hype đâu, nó cũng con cưng nhưng mà không có nghĩa là nó thực sự hay đâu. À, ui giời, bây giờ mình mới ra, mình còn một cuốn nữa mình cần phải nói. Cuốn này thì là thuộc cái thể loại là contemporary, đó là cuốn mà cũng rất nổi tiếng trong tầm 3-4 năm trước ấy, đó là The Hate U Give. Đây là một cuốn sách vô cùng nổi tiếng vào cái thời cái gian đó, khi mà cái vụ liên quan đến chủng tộc gây tranh cãi ở cộng đồng bên Mỹ này, và cái việc cảnh sát da đen, cảnh sát da trắng bắn người da đen và không phải chịu hình phạt gì, thì cuốn sách The Hate U Give này là nói về cái vấn đề đó. Nó là một cuốn sách truyện thôi, nó là cuốn truyện nhưng mà có sử dụng luôn cái câu chuyện là cậu bạn thân của cái cô, nhưng mà chính này là bị một cảnh sát da đen giết bắn. Bởi vì cậu này cậu chỉ lúc đấy đơn giản là định lôi một cái gì ra ấy, nhưng mà cái người cảnh sát kia lại nghĩ là đấy là lôi súng và thế là bắn. Cả chuyện nó sẽ là việc cô này có tìm lại công bằng cho cái cậu bạn của mình. Và cuốn này nó nổi tiếng đến mức được dựng thành phim, thậm chí còn được đưa vào chương trình học bên trung học ở Mỹ. Nó nổi tiếng đến mức như vậy, nó là một cuốn sách cần phải đọc cho môn học để lấy điểm như thế, ở trong chương trình học mà. Thế là mình thấy ôi cuốn này nổi thế. Thực ra thì mình cũng không phải là người hay đọc contemporary như thế, mình cũng đoán là khả năng mình sẽ nó không hợp gu ấy, thì mình cũng không phải quá thử đọc. Nhưng mà bởi vì cuốn này nó rất nổi tiếng, cái hồi đấy ai cũng mê cuốn này, ai cũng nói về cuốn này, nó là con cưng BookTok, không một ai là chê cuốn này luôn. Thế nên mình đọc thử và mình đọc được tầm mấy phần trăm đầu mình đi ép, mình không thể nào đọc nổi nữa vì nó quá chán, nó quá 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 thể là chán luôn ý, vì nó không phải là cái gu của mình luôn. Thực ra mình rất sợ, lúc đấy mình cũng mới gọi là viết review trên Goodreads thôi, thế là mình sợ. Mình viết review, mình cho 1 sao cuốn này và mình sợ là sẽ bị người chửi. Bởi vì cuốn này nó điểm rất là cao và ai cũng khen cuốn này, ai cũng thấy cuốn này nó thay được cuộc đời, nó rất là động chạm được cái vấn đề rất là nhạy cảm, rất là và cũng rất là nóng hổi ở Mỹ, đặc biệt là vào thời gian đó. Vấn đề chủng tộc thì bao giờ chẳng nóng hổi đúng không? Và cuốn này lại còn dùng cái câu chuyện để có thể nói về cái vấn đề đó nữa. Nổi tiếng thành phim các kiểu cơ mà. Nhưng mà phim hóa ra chẳng nổi tiếng mấy. Không ai cái phim rất là bị gì mới ra không biết nữa. Thế là mình biết cái review đấy là mình nói ra là thực sự là mình không thích cuốn này. Thực sự luôn ý. Và mình cảm thấy sợ, cảm thấy sợ khi biết cái review đó. Nhưng mà may quá không ai chửi mình. Còn mấy comment thì mọi người đều nói là kiểu đã không thích thì thôi, thì nó cũng chẳng có vấn đề gì cả, vì đấy là chuyện bình thường rồi, nó không thích thì thôi mà. Nó không 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 phải ép buộc ai cũng phải thích, vì tất cả đều thích cuốn này thì mình cũng phải thích cuốn này. Thế là mình thế thôi, mình cũng không sợ nữa, mình không phải lo lắng gì nữa. Và cuốn The Hate U Give vẫn là cái cuốn mà nếu các bạn muốn đọc thêm nhiều về vấn đề chủng tộc ở bên Mỹ thì có thể tìm hiểu cuốn sách này, vì cuốn này cũng là một trong những con cưng BookTok thời 3-4 năm trước đấy, rất là nổi tiếng, vô vô cùng là nổi tiếng luôn ấy. Chỉ là mình không học hợp gu thôi, nó không phải là cái gu sách của mình nữa, nên là mình bắt buộc cho 1 sao, chỉ đơn giản vì cá nhân của mình không thích cuốn đấy, có thế thôi. Mình không phải là không phải gu, mình cho 1 sao mà mình còn phải đi ép cuốn này mà. Rồi thôi thế là kết thúc nhá, bây giờ sẽ là kết thúc thật sự. Mình còn định nói, mình còn nghĩ nói một cuốn nữa nhưng mà nó cũng không phải là BookTok Darling, không gọi BookTok Darling được, mà cuốn này và cái video này chỉ nói về BookTok Darling mà thôi. Rồi hẹn gặp lại các bạn trên các video sau.